là cái con này giá là 2.400.000. Anh em mua trong chương trình này thì mình sẽ ưu đãi giảm giá cho anh em thêm 100.000, là còn 2.300.000. Thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một cái món quà. Đây, hộp này, hộp mũi khoan bê tông cao cấp của Owin. Đây, 5 mũi gồm có 4, 5, 6, 8, 10. Tặng cho anh em thêm một cái áo của Owin nữa. Đây, cái áo Owin. Áo này cũng tới khoảng 100 mấy, 200 rồi mấy anh chơi nha. Và thêm một cái ưu đãi nữa là tặng cho anh em thêm một cái mũi khoan đuôi cá của thương hiệu Owin. Mũi 32 của Owin. Mũi này trị giá là tầm khoảng 30-40 ngàn gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Bỏ vô đây. Ba món quà rồi. Anh em thấy nó hấp dẫn chưa? Ba món quà rồi, anh em mua một cái thân máy 2.400.000, giảm giá 100 còn 2.300.000 rồi đó. Tặng món quà vậy đúng không? Tặng thêm anh em một món quà cuối luôn. Đó là cây kìm bóng bựa của thương hiệu Victor. Mã của đó là ZU80-175. Đây, 2.300.000 nha, thân máy nha mấy anh trai, giảm đã giảm cho anh em là 4.900.000 rồi. Thì trong cái chương trình này cũng như là nãy giờ đang cái đà giảm giá đó, thì giảm cho anh em thêm 50 ngàn tiền ship. Wow. Mà cái này hơi nặng rồi, giảm 100 luôn. Là còn 4.800.000. 4.800.000 nha mấy anh trai, thân máy TCH273. Tặng cái này. Tặng mũi bóng khoan, trời ơi, mũi bóng chữ của Unica luôn, dòng tặng này gần 200 ngàn. Tặng tặng đồ xịn, không có tặng đồ gì hết. Mình sẽ được tặng nha mấy anh trai. Tặng thêm mũi này nữa, 4.300.000. Wow, tặng luôn. 100 mấy. Mũi này là 109 ngàn. Cộng lại coi. Cộng lại là 246 ngàn. Ôi trời đất ơi. Tặng cây kèm 1.800.000. Tặng một cây kèm thêm nữa nè, một cây kèm phiên bản 1.800.000 nữa nè mấy anh trai ơi. Đó, cỡ ngày là ok chưa?